Xin chào các em, hôm nay thầy sẽ trở lại với các em với chương trình khoa học lớp 9 với cái bài là tính chất khoa học của oxit, khái quát về sự phân loại oxit. Thì thầy nhắc lại kiến thức cũ ở lớp 8 chúng ta đã học về oxit là cái gì rồi, thì thầy nhắc lại thôi. Thì oxit là hợp chất gồm có hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy. Chẳng hạn con tính tổng quát đó là A O, thì A này nè có thể là phi kim, cũng có thể là kim loại. Thì nếu A là phi kim thì ta gọi là oxit axit, còn nếu A là kim loại thì gọi là oxit ba giờ đó. Đây là cách phân loại như hồi lúc nào lớp 8 thì sơ lược chỉ có hai loại chính thì thôi, còn một số loại phụ chút xíu thì tìm hiểu nó một sao. Thì ta sẽ tìm hiểu tính chất khoa học của oxit axit và oxit bazơ này, xem coi oxit bazơ tác dụng được với những chất nào, viết phương trình như thế nào, sản phẩm là cái gì, oxit axit tác dụng được với những chất nào, viết phương trình ra làm sao và sản phẩm là cái gì. Thì đầu tiên ta sẽ tìm hiểu về tính chất khoa học của oxit bazơ, xem oxit bazơ có những tính chất khoa học nào quan trọng. Thì tính chất đầu tiên, A tác dụng với nước. Một số oxit bazơ tác dụng với nước. Tạo thành một dung dịch bazơ. Tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ. Thì ta thấy là ở đây người ta nói một số oxit bazơ tác dụng được với nước tạo thành dung dịch bazơ. Vậy một số đây không phải là tất cả, chỉ là một số ít thôi. Vậy một số ít đó là những cái oxit nào? Thì đó là những oxit sau đây. Đó là CO, BO. Thì chỉ có 5 oxit bazơ này mà tác dụng được với nước tạo thành bazơ tương ứng. Vậy đây nó dung dịch bazơ, tức là bazơ tan trong nước, ta gọi là bazơ kiềm ở cái phần trước theo tập thầy đã nói với em rồi. Thì ở đây thầy chỉ biết một hai phương trình tiêu biểu, chẳng hạn như ba oxit này thì thầy chỉ biết một cái thôi, còn hai cái kia thì em biết tương tự. Hai cái oxit này thầy chỉ biết một cái thôi, còn cái còn lại em tự biết. Thì lấy ví dụ natri oxit tác dụng với nước, thì dung dịch bazơ tương ứng với natri là natri hydroxit. Sau khi ta biết phương trình đó cân bằng phương trình này, thì đây ta thấy là phương trình bình thường là số chẵn là ta căn chỗ nào thiếu ta nhân. Ở đây có hai là a, một a ta nhân hai, hai này nhân vô đồng thời là hai ô. Ở đây có một ô cộng một ô nữa là hai ô, hai h tăng hai, vậy phương trình này đã bằng rồi. Vậy thì cái phương trình này ta viết cho natri oxit, còn kali oxit và li oxit ta viết tương tự như vậy, giống hệt như vậy, thầy chỉ giúp một thôi ha. Và phương trình canxi oxit và bari oxit thầy chỉ giúp một thôi. Thì dung dịch bazơ tương ứng với canxi là canxi hydroxit. Thì ta cũng cân bằng, tiến hành cân bằng kiểm tra canxi, đây một một h hai, đây h hai, đây o hai, đây o một cộng o một là hai, vậy phương trình này cũng bằng rồi. Vậy thì hai cái chất này ta chỉ biết một, còn lại em tự về viết. Như vậy ở đây thầy viết hai phương trình thì em hiểu được là ta viết được năm phương trình, về em lấy nhắc tự viết thay vào. Đó là tính chất thứ nhất. Tính chất thứ hai, oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước. Rồi em lưu ý cho thầy ở đây, người ta nói oxit bazơ nó khác cái này chút xíu, là chỗ này là một số oxit bazơ, đây là oxit bazơ, tức là oxit bazơ nào cũng được. Ở đây chỉ nói một số thì chỉ có những cái thằng này thôi, còn đây nói oxit bazơ tức là nó chung hết thì cái nào cũng được. Vậy ta có thể lấy trong một cái số ít này cũng được,
lấy ngoài một số này cũng được. Bây giờ thầy lấy ngoài một số và một cái trong số này, ví dụ thầy lấy ngoài nhờ oxit phản ứng với dung dịch axit clohydric thì phản này tạo thành muối và nước, muối và nước. Như vậy ở đây đó, sản phẩm sẽ có chắc ăn là phải có nước. Vậy thằng H này nè, nó đã liên kết oxy đã tạo thành nước rồi, ở đây còn là gì? Al, đây còn là Cl. Giống của hợp này ông tập cho mấy em thì mấy em sẽ dồn qua chuyện số 3, thể đây gì ta có nhôm có chị là 3. Hai này cái chân bằng nhau thì cái đầu nó bằng nhau, hydro luôn quá chị 1, Cl này sẽ quá chị là 1. Vậy thì sau khi mà xác định quá chị xong tôi biết quá chị nhau là 3 thì cái chân này phải là số 3. Số 1 clo xuống đây thì chân của anh là số 1. Vậy ta biết thì định xong. Thì ta cân bằng phương trình này. Phương trình này ở đây có số lẻ giống như bài trước thầy đã ôn tập, thì ta nhân 2 phía trước. Khi nhân 2 giờ ta nhân phân phối giống phân toán 2N đi 2N. Ở đây có 3 cờ lo sẵn nhân vô 6 người được cờ lo thì có 1. Vậy ta nhân cho 6. 6 này nhân cho H là 6H. Ở đây có 2H nhân 3. 3 này nhân cho O thì đây 3O bằng. Đó. Vì vậy thầy lấy có thể lấy O đồng lô xích cũng được, sắc hai lô xích, sắc ba lô xích cũng được. Em có thể lấy thêm ở ngoài rất là nhiều. Rồi thầy có thể lấy một cái trong này, ví dụ lấy là natri oxit phản với dung dịch axit sulfuric thì cái sản phẩm tương tự như bên đây, nó sẽ có nước, tức là H này nè đã liên kết với O này rồi. Như vậy bên đây chỉ còn là Na, ta viết lại. Bên đây còn lại gốc SO4, ta viết lại. Như vậy thì ta thấy rằng hydro này cái chân có hai, ta thấy lên đầu thì quá trị gốc SO4 là 2, quá trị gốc SO4 là 2. Ở đây natri này cái chân vô oxy quá trị, xin lỗi, cái chân oxy chỉ số là 1, thấy lên đầu nó vậy natri quá trị là 1. Ta áp dụng cái quá trị của anh này là chỉ số của anh kia, vậy này là phải là số 2. Số 1 xuống đây không ghi, vậy ta không cần ghi gì nữa hết. Sau đó ta tiến hành cân bằng phương trình, thì phương trình này đã cân bằng bình thường và kiểm tra xem nó bằng chưa. Ta thấy ví dụ đây na 2na, 2na SO4 đây H2 đang 2, ở đây có một O, đây có một O, vậy phương trình đã bằng rồi. Thì thầy viết hai phương trình như vậy, mấy có thể về nhà viết tất cả những thành phần trong này tác dụng hai axit này cũng được, hoặc có thể các em lấy những oxit ở bên ngoài trong cái nhóm này mà em viết thêm vẫn được, đầu của oxit sắc 2, sắc 3 oxit vẫn được ha, có rất là nhiều, hoặc kẽm oxit có rất là nhiều. Đó là thứ chất thứ hai. Ta sang thứ chất thứ ba của oxit bazơ. Một số oxit bazơ tác dụng với một số oxit axit tạo thành muối. Như vậy ở đây ta thấy một số oxit bazơ là những oxit nào, là những oxit thầy đã liệt kê ra cho mấy em là những năm cái oxit này. Vậy thì phát sinh ở đây một số oxit axit là những cái nào, thì thầy sẽ cung cấp cho mấy em một số oxit axit tác dụng được số oxit axit bao giờ là những oxit sau đây. Năm cái oxit axit này sẽ tác dụng lần lượt với năm cái oxit bazơ bên đây. Ta có thể lấy bất kỳ một oxit bazơ nào bên đây được tác dụng được với bất kỳ một oxit axit nào bên kia ha. Chỉ lấy hai anh này, một nhóm bên đây tác dụng với một thằng bên nhóm bên kia. Ta lấy một ví dụ natri, natri oxit tác dụng với SO2. Thì cái quy luật của phản ứng này thì SO2 nó sẽ chuyển hóa là cái gốc axit là SO3, tức là O2 nó sẽ nhận thêm một oxy thành SO3, thì nó ra là NaSO3.
mà theo ở trong cái phần axit thì ông tập trong em thì ở tô ba này quá chỉ là hai, natri hồi nãy là biết quá chỉ là một, vậy là đang là hai ở tô ba. Như vậy theo quy luật thì ở tô ba nó chuyển quá thành ở tô ba, như vậy ở đây là ở tô ba sẽ chuyển quá thành gốc ở tô bốn. Nếu ta lấy cái axit này CO2 nó sẽ chuyển quá thành gốc CO, CO3. Chỉ có hai anh này là khác biệt, thì thầy những hai chương trình này để em thấy nó khác với những cái thằng ở đây. Ha. Hiệu K2O vẫn như B2O5. Thì em lưu ý cho thầy, ở đây nó tạo thành muối. Muối như vậy thì gốc B2O5 này nó tạo thành gốc muối như thế nào thì cần nhớ lại xem trong các axit thầy cho mấy em đó. Axit nào có thứ chữ B thì chỉ có axit là gì? Axit phosphoric, tức là H3BO4. Như vậy thì gốc axit đây là gốc BO4. Như vậy thì cái BO5 này khi nó chuyển về thành muối thì nó chuyển thành gốc BO4. Ở đây K nó viết lại. Ở đây BO4 viết lại. Như vậy thì thằng K này quá trị nó nhìn cái chân oxy thấy quá trị 1. Gốc BO4 ta sẽ trong cái bảng tóm tắt ta sẽ biết nó quá trị là 3, hoặc là ta nhớ cái axit nó vì nó trở thành K3B4. Đó. Như vậy rõ ràng ta lưu ý cái quy luật biến đổi là ta nhớ cái oxit BO5 này nó chuyển thành cái gốc axit là BO4. Ha. Rồi ta cân bằng ở đây ta thấy số lẻ ta nhân 2. 2 là 6K, ở đây có 2K nhân 3. Ở đây 2B, ở đây 2B, thì oxy 8 oxy, ở đây 5 oxy cộng 3 oxy là 8 oxy. Đó là lưu ý đó. Rồi chẳng hạn như N2O5 thì sao? Bây giờ lấy một cái oxit bên đây đi, CO cộng với một thằng bên đây là N2O5. Thì khi nó chuyển quá thành cái gốc axit của gốc của N2O5, nó sẽ chuyển quá thành một cái gốc mà trong cái axit ta gặp ở cái bài trước ôn tập đó, thì đó axit đó chính là NO3. Vì cái gốc axit chính là gốc NO3, CaNO3. Ở đây canxi có chỉ 2, NO3 chỉ 1, vậy là nó 2 rồi. Như vậy thì ở đây ta có thể cân bằng lại, do thời gian nó có giới hạn nên thầy không cân bằng trực tiếp đây nữa. Thầy nãy giờ cũng cân bằng tương đối rồi, rồi em tự thầy đã hướng dẫn em cân bằng rồi. Như vậy thì ở đây thầy biết tiêu biểu một vài phương trình thôi. Ta có thể lấy bất kỳ một oxit nào trong này, ta có thể tác dụng được với năm oxit bên đó. Lấy một cái thứ hai tác dụng được năm cái anh bên kia, vân vân, thì ta thấy biết được rất là nhiều phương trình. Và nó biết trình gần nhuyễn rồi thì ta làm bài tập cho sách giáo khoa rất là dễ dàng. Như vậy thì ở đây ta lấy oxit 3 giờ, oxit 3 giờ nó sẽ có mấy tính chất, thứ nhất 1 2 3. Và ta lưu ý những cái này đặt ở dưới đây, ta lưu ý một số này thì ta nhớ những cái này. Còn nói là oxit 3 giờ không là nói tất cả thì không cần những oxit nào là bây giờ thì được hết. Ở đây ta nhớ thêm cái nữa, oxit axit, một số oxit axit là những thằng nào, là những thằng này, nhớ cho kỹ. Đó là tính chất một của oxit 3 giờ. Ta sang tính chất một thứ hai là oxit axit. Vậy thì oxit axit có những tính chất một nào? Ở dưới nước
thì nó tạo thành axit tương ứng có H2, nó sẽ chuyển thành H2O3, H2SO3. Đó, ví dụ H2O3 sẽ chuyển thành H2O4, B2O5 cộng với nước thì nó tạo thành axit tương ứng là H3O4. Ví dụ N2O5 bằng với nước tạo thành axit tương ứng là HNO3. Đó. Như vậy thì còn mấy anh này thì quy luật giống như cái phương trình trên này, H2O3 chuyển thành H2O4 ha. CO2 thì chuyển thành H2CO3. Vâng vâng. Và những phương trình này thì tôi không cân bằng tại đây nữa do giới hạn thời gian, tự cân bằng viết ra thành cân bằng và viết thêm những phương trình còn lại. Vậy đây là có tổng cộng 5 phương trình. Thầy chỉ biết 3 thôi. Em tự cân bằng và viết thêm 2 phương trình còn lại. Quy luật có tương tự. Ta sang tính sách tính chất thứ hai. B. Một số oxit axit tác dụng được với kiềm dung dịch 3 giờ tức là kiềm tạo thành muối và nước. Ở đây nó phát sinh thêm cái dung dịch 3 giờ kiềm, ở cái bài trước thầy đã tóm tắt cho các em rồi, có 5 cái 3 giờ kiềm. Thầy cũng nhắc lại và ghi trong bài luôn là 5 cái 3 giờ kiềm đó là những 3 giờ nào. Thứ nhất là NaOH natri oxit, kali hydroxit, liti hydroxit, canxi hydroxit, bari hydroxit. Như vậy một số oxit axit thì ta đã biết rồi, ở cái phần bên kia nãy giờ ta đã nói về cái này nhiều rồi. Lại là một số nữa thì ta biết rồi, nó nằm ở đây ha. Còn 3 giờ kiềm thì có 5 thằng nằm bên đây, vậy ta có thể lấy bất kỳ anh nào trong đó tác dụng với một trong 5 thằng nằm bên đây. Ta lấy ví dụ, ta lấy SO2 cộng với natri hydroxit thì SO2 nó sẽ chuyển thành muối, là chuyển thành SO3, vậy là natri này kết hợp với 3 thằng muối Na2SO3 cộng H2O. Phương trình này em có thể tự cân bằng ha. Như vậy nếu như thầy lấy SO3 thì nó sẽ chuyển hóa thành gốc SO4, lấy CO2 thì nó chuyển hóa thành gốc CO3, lấy B2O5. Bây giờ thầy không thích lấy cái ba giờ kiềm ba này nữa, thầy lấy một cái này, thì khi nó chuyển hóa BO5 nó chuyển thành gốc muối là gốc BO4, vì canxi sẽ kết hợp với gốc BO4 cộng với nước. Vì CA này luôn luôn có chị là 2, ta đã biết rồi. Đó. Đó. Rồi, BO4 có chị là 3. Vậy thì nó ra là CA3 BO4 hai lần. Và phương trình này nó cũng tự cân bằng. Rồi bây giờ ví dụ tôi lấy N2O5. Tôi tác dụng với không lấy cái này, tôi lấy bari hydroxit. Thì nó tương tự, nó chuyển hóa thành N2O5 chuyển hóa thành gốc NO3, vậy là BaNO3 cộng với nước. Rồi ta dò quá chị, Ba quá chị nó là 2, gốc NO3 luôn có chỉ 1, vậy thì ta phải bảo mặt trong mặt ở đây hai lần lên và ta tự cân bằng. Như vậy thì ta phải chọn cái cách để viết phương trình cho đúng. Ở đây tôi đã liệt kê rất là rõ ràng cho em để em chọn chính xác một số này là cái nào, 3 giờ kiềm là cái nào ha, một số oxit 3 giờ là cái nào, nhân dân thì em đã có cái số liệu em chọn rồi để em về nhà em viết phương trình và làm bài tập, em chọn số, chọn cái chất cho chính xác. Chính xác cuối cùng C. Một số oxit axit tác dụng với
một số oxit 3 giờ tạo thành muối. Một số oxit acid là nghĩa thằng nào à. Rồi một số oxit 3 giờ là những thằng nào thì đã có sẵn rồi, và tính chất này ở bên đây đã có rồi. Đây, tính chất này đã có bên đây rồi, phương trình cũng đã có rồi trên rồi, vì tính chất này là tương tự, ta không cần phải viết phương trình lại nữa, ta đã biết ở phần của oxit 3 giờ rồi, cách chọn chắc các viết phương trình rồi, ta có thể viết tương tự lại, tương tự. Ta không cần phải viết lại nữa. Như vậy thì thầy đã trình bày cho các em xong về tính chất học của hai loại oxit cơ bản là oxit axit và oxit baza. Mỗi một cái loại oxit nó có ba tính chất, nhưng nó trùng nhau một tính chất cuối cùng. Vậy thì coi như dồn lại là hai cái loại này có năm tính chất hóa học. Và mấy em về viết phương trình một cái bài tập thì rất là dễ dàng. Vậy thì phần này thì dừng ở đây và thầy tiếp ở cái phần là khái quát về sự phân loại oxit. Thì cái phần này nó không có khó gì hết. Thì ở trong sách giáo khoa, ở trong sách giáo khoa chúng ta đó, ở trang số 5 nó có phân loại sẵn cho em rồi, không có cần nói gì nhiều. Oxit 3 giờ ta đã biết rồi, oxit axit biết rồi. Bây giờ thì giới thiệu xem cho em là oxit lưỡng tính. Vậy lưỡng tính là như thế nào? Vậy lưỡng tính là nó vừa có tính chất oxit axit, vừa có tính chất oxit 3 giờ. Tức là nếu nó là oxit 3 giờ thì nó là axit, nếu nó là oxit axit nó tác dụng được dung dịch 3 giờ, nhưng mà anh này nó tác dụng được cả hai, cả axit và 3 giờ, cho nên gọi là lưỡng tính ha. Thì có ví dụ sẵn luôn nên chỉ cần ghi ra thôi. Rồi oxit trung tính. Trung tính là sao nữa? Tức là oxit này nó không phản với axit và nó không cả phản cả với 3 giờ, cho nên gọi đó là trung tính. Thì cái này nó hoàn toàn nó lấy chép nguyên cái phần trong sách giáo khoa. Rồi về nhà mấy em vận dụng cái phần thầy đã dạy lý thuyết đó, mấy em sẽ làm được tất cả những bài tập. Đây là những phương trình bài tập về lý thuyết không à. Trừ cái bài số 6 thì khi mà có điều kiện dạy trực tiếp đó, thì thầy sẽ hướng dẫn mấy em làm bài tập tính toán này đó. Và mấy em xem tiếp với thầy một số oxit quan trọng, một số oxit quan trọng. Thì ở đây có hai oxit quan trọng đại diện cho hai cái nhóm oxit chính là oxit ba giờ, đó là canxi oxit, và oxit axit đó là SO2 đó. Là lưu huỳnh dioxit, nó có hai cái đại diện như vậy. Chờ thì cái bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thì hẹn gặp lại mấy em ở cái phần bài học tiếp theo. Xin chào mấy em.